Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tốn và Chuyện, và mình là Quý Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này mình sẽ tiếp tục review về những tập truyện gì ha. Trong tuần này chúng ta sẽ có rất là nhiều bộ truyện, rất là nhiều chuyện chúng ta thấy đáng mong chờ nha các bạn. Một cái gọi là combo quá trời nhiều luôn. Chúng ta có Kỳ Án Siêu Nhiên tập 8 nè, Phòng Huyết Khế Khai Hiên Gặp Địa tập 2 nè, Blue Barrier tập 11 phiên bản đặc biệt nha các bạn, được đăng cái textbook. Rồi Hánh Hạch Rave tập 4 nha các bạn, tập 3 James series Ali in the Bar tập 4 Giả Ngoại Hỉnh Hơi các bạn, Giả Ngoại Hỉnh Hơi tập 8 nha, được tặng kèm bút kẹt ngoài đấy. Học Viện Siêu Hồn Variantes tập 6 nè, 66 Satan tập 9 nè, One Sportman tập 23 nè các bạn, Lớp Học Rùng Rợn tập 9 nha các bạn. Tập 9 này chúng ta sẽ không có quà nha, tập chẳng chúng ta mới có quà. Yu-Gi-Oh! GX tập 6 nè, rồi Kaguya Cuộc Chiến Tổ Tình tập 11, tập 12 Học Viện Siêu Anh Hùng phiên bản Limit nha các bạn. Đây rồi Chaisoman tập 7, Chú Hột Hồi Chiến tập 10 phiên bản thường nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 20 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình, các bạn được tự chọn nha. Một cuốn bất kỳ mình sẽ tặng cho 20 bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập tiếp theo của Lớp Học Rùng Rợn nha các bạn. Trên màn hình của các bạn đây là tập 10. Đối với tập 10 chúng ta sẽ không có quà nha. Cách tập chẳng không có quà, cách vẽ không có quà. Tập 11 sắp tới chúng ta sẽ có quà nha. Đây là phần bìa ngoài. Bìa áo ngoài của tập 10 được gắn bóng khá là xịn sò, khoảng là giá 30.000 nha các bạn. Đây là nội dung bên trong. Nội bên trong sẽ không có trang màu nào hết. Giấy được in trên giấy shop bình thường thôi. Cái shop này các bạn nhìn ha, có vẻ nó tháo các bạn những trang mà không có nhiều khung ảnh thì sẽ nhìn thấu qua bên kia. Màu đen thì có vẻ nhìn nó sâu quá, nó nhìn hơi ghê rùng rợn, giống như cái tên hay Lớp Học Rùng Rợn. Đối với tập 10 này được in và trả công chỉ có 4.000 bản thôi. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 10 của Lớp Học Rùng Rợn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới. Và hãy nhớ con số hết lần này của mình là 249. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau. Thank you.